Hôm nay thử đồng hồ mẫu đồng hồ trên công đôi đương màu xanh này để xem bên trong như thế nào nhá. Đây bên trong mẫu công đôi đương màu xanh thì nó sẽ như thế này. Hai cái con công này thì sẽ được tháo để rời ra khỏi cái khung này để vận chuyển cho nó an toàn hơn. Thì khi mà chúng ta mở hộp ra thì nó sẽ lấy hai cái con công này ra nhá. Mỗi cái con công nó sẽ có một cái ốc vặn bằng tay đằng sau ở đây để mình lắp lên cái khung của cái con công nhá. Mình sẽ bỏ cái mặt giấy che mặt đồng hồ này ra. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái dây cố định cái khung ra. Rồi, cái khung như này và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái con công lên nhá. Lắp hai con công này. Rồi, xong. Đây là chúng ta sẽ lắp đã lắp được cái con công như thế này. À, tổng thể cái khung này nó sẽ bằng kim loại này. Khung này bằng kim loại có sơn cái màu vàng gold nhá, và đây là sơn dựng cái màu xanh tươi tắn ở trên cái lớp màu vàng gold. Thì cái hai cái con công này làm bằng composite và sẽ làm được làm đặc như thế này, rất là chắc chắn đấy. Cái mẫu này thì nó sẽ có kích thước là chiều ngang 70 cm, chiều cao 65 cm. Thì cái đồng hồ này đằng sau bên mình sẽ có tặng kèm pin ở trong hộp nhá, có tặng kèm pin này và móc nóng tường ở trong hộp này, có hướng dẫn lắp đặt đó và pin dự phòng. Thì cái pin thì mình sẽ lắp ở đây, điều chỉnh giờ ở đây, và có đây có cái tem bảo hành 3 năm. Cái máy đồng hồ nó sẽ là cái loại kim trôi không gây tiếng ồn nhá. Đồng hồ thì sẽ bắt lên tường, sẽ vào cái chỗ móc răng cưa này. Ok, thử xem một vài mẫu khi mà treo lên trên tường thì mẫu công đôi kỹ thuật như thế này thì nó sẽ trông như thế nào nhá.